Hai các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh Đinh Lăng Food and Horror trong chương trình kể chuyện ma của Tân ngày hôm nay nha. Thì hôm nay có nhiều cái niềm vui lắm bạn. Đầu tiên là mình test ánh sáng mới để coi cái góc hình nó như thế nào. Thứ hai là mình kể một cái câu chuyện mà tại vì có quá nhiều người hỏi Tân á, là muốn bắt đầu làm một cái kênh YouTube mà kể về chuyện ma, hoặc là muốn đi đến những cái nơi mà có ma để mà review thì như thế nào. Là tại vì có quá nhiều những ekip làm như vậy mà họ đến nó toàn là hù không à, còn hình ảnh ma thiệt thì không có. Hoặc là những ekip nào mà giỏi hơn chút xíu thì họ có những cái kỹ xảo nhẹ để vào trong đó, cộng với âm thanh rồi ánh sáng mờ mờ làm cho người ta sợ. Mà để giống như mà những người nước ngoài á, họ đi họ tìm những cái cảnh ma thì nó như thế nào, làm sao ta làm được cái điều đó. Thì cái câu chuyện ngày hôm nay là Tân muốn khuyên các bạn đó nên từ bỏ cái ý định đi đến những cái nơi mà có ma, hoặc đi đến những cái nơi mà mình tìm hiểu về ma mà mình chưa có đủ kiến thức để mà mình thỉnh người ta lên hoặc là mời người ta xuống thì rất là nguy hiểm nha các bạn. Thì cái câu chuyện này nó nằm ở Đài Loan các bạn. Thì ở đó nó một cái, Đài Loan á, là ở đó một cái nhà tù. Cái nhà tù này là một trong những cái nhà tù mà bị bỏ hoang. Thì rất là nhiều người đến đó để mà họ làm những cái vlog về chuyện kinh dị ở trong cái nhà tù đó. Thì các bạn biết á, hồi xa xưa là khi mà cái đĩa Blu-ray á, cái đĩa mà DVD xong rồi đĩa Blu-ray nó tốt hơn, chất lượng nó ok hơn. Thì cái thời kỳ đó đó là thời kỳ mà rất nhiều người, người ta chọn một cái đề tài để mà người ta làm. Thì ở bên, tôi nói chuyện bên Đài Loan nhưng mà tôi kể sơ bên Thái Lan chút xíu. Là bên Thái Lan nó có những cái chợ, những cái phiên chợ này là những cái phiên chợ mà mua lại những cái đĩa đó. Họ mua những cái ý tưởng, những cái nhà làm phim, những cái người làm vlog bằng video hình ảnh thời điểm đó mà được quay bằng DVD và đĩa Blu-ray. Để họ bán cho người xem hoặc là đã bán cho những cái ý tưởng mà đài truyền hình người ta sẽ mua ở trong những cái phiên chợ đó để người ta làm những kịch bản về kinh dị, về ma. Thì ở bên Đài Loan cũng có rất nhiều người họ làm điều đó mấy bạn. Ở đây là những đất nước phát triển hơn Việt Nam rất là nhiều. Thì họ bắt đầu họ đi quay những cái chuyện vlog về ma. Thì họ vào những cái ngôi trường, rồi họ vào này kia, họ đi cả ekip chứ phải đi cá nhân. Tại ngày xưa đó, để mà đi cá nhân giống như bây giờ đó thì rất là khó. Bây giờ có những cái thiết bị rất là hiện đại, quay 4K mà nó nhỏ xíu thì mình có thể bưng đi được. Còn ngày xưa phải quay bằng những cái máy Z1, Z7 Sony hay là Panasonic B1, B2 thì mới có thể ra được những chất lượng đó và về làm thành Blu-ray. Thì nó rất là khó chịu mấy bạn. Phải đi khoảng 5 người, là ít nhất một cái đoàn là phải 5 người. Còn những người nào có tiền á, là do đài truyền hình đầu tư đó, thì họ đi một lần là khoảng 10 người, 20 người. Nó giống như một cái đoàn làm phim chuyên nghiệp luôn, chứ không phải đi ít như bây giờ. Đó. Thì tại sao tôi lại kể cái chuyện ít nhiều đó. Hồi xưa người ta đi một lần là đi 20 người. Bây giờ các bạn đòi đi tìm ma mà đi tìm một người, hai người thì bạn nghĩ nó ghê cỡ nào. Thì cái câu chuyện đó nằm ở cái nhà tù ở Đài Loan. Thì những người này là những người lên một cái ý tưởng là quay một cái series về những câu chuyện ma xung quanh các tụ điểm có ma tại Đài Loan. Thì họ mới đi quay rất là nhiều nơi rồi và cũng có nhiều nơi tâm linh. Nhưng mà đây là những cái kịch bản dàn dựng chứ không phải là kịch bản mà có ma thật. Là họ dàn dựng, họ đến đây vào những cái buổi sáng, buổi trưa và buổi tối thì họ đi rất là đông người, khoảng 30 người có. Thì họ đánh đèn sáng trưng hết lên, họ quay và về họ làm cái màu giống như nó xám, màu xám xịt đó, màu tối chút xíu để làm thành ma. Nhưng mà thực chất ra nó là họ quay theo kịch bản chứ không có ma. Và những cái người đóng ma đó là những người nghệ sĩ hoặc là những cái người mà làm hình nộm. Họ lướt qua lướt lại nhưng mà họ rất là ăn khách trên cái series đó. Thì cái series 1 được bán tại Thái Lan gồm có 8 tập. Thì là 8 địa danh có ma tại Đài Loan thì họ được bán rất là đắt. Và Thái Lan họ lấy cái concept đó, họ làm thành một cái series chuyện ma tại Thái Lan. Thì họ đặt hàng cái nhóm này làm thêm 8 tập nữa tại Đài Loan. Thì họ bắt đầu họ đi qua những địa điểm có ma tại Đài Loan họ quay. Và cuối cùng là dừng lại ở cái nhà tù đó. Thì vào thời điểm đó là một cái đoàn nó phải lớn
thì nó mới đủ khả năng thuê thiết bị, thuê thuyền đi ra cái nhà tù đó. Chứ còn mà không có đủ tiền hay là đủ thiết bị như bây giờ như tụi mình á, thì mà xách cái máy đi ra thì cũng không ai dám chở bạn ra hết. Thứ nhất là thuyền to thì mới chịu được sóng lớn. Còn bây giờ bạn thuê cái ghe mà đi ra những cái nhà tù mà ngoài đảo á, nó rất là ghê. Và đặc biệt đó là cái nhà tù này nó bị bỏ hoang rất là lâu rồi. Sau này là Discovery nó có quay lại cái nhà tù đó đó. Nhưng mà cái người này là cái người mà quay từ cái hồi mà làm cái đĩa Blu-ray. Thì khi mà ra đó họ mới quay một cái tập rất là chất lượng ở đây về những con ma trong nhà tù. Thì trong đó có nói đến một cái loại ma. Con ma này là một cái người mà bị giam giữ lâu nhất ở tại cái nhà tù này. Và dường như người này bị bỏ quên, đáng lẽ là được thả ra ngoài rồi, nhưng mà bị bỏ quên ở trong nhà tù từ thời Thế chiến Nhật hay gì đó. Thì họ bị bỏ quên, thì những người này vô làm về cái đề tài đó. Thì họ mới lấy siro sơn, họ mới vẽ lại những cái bức ảnh trên đó, vẽ kiểu như nguệch ngoạc mà giống như có những dấu tay người rồi máu nhiễu để mà làm cho người ta sợ. Là giống như là ban đêm ở đây đâu có ai đâu, đây là một cái nhà tù bị bỏ hoang mà tại sao lại có máu, rồi tại sao lại có những cái dấu tay nguệch ngoạc về ban đêm đó. Và thời đó thì người ta sợ dữ lắm, là tại vì thời đó cái công nghệ mà như vậy là khủng khiếp rồi. Người ta đang coi một cái video vlog rất là thật về một cái người thầy Pháp mà dám đi vô những cái nhà tù đó, những cái nơi có ma, để mà họ tìm hiểu. Rồi cái kết thúc của cái video đó là khi họ thỉnh, họ lập cái bàn hương án, họ đọc những cái câu thần chú và họ cúng ngay đó, họ thỉnh, thì những cái tầng lầu của nhà tù á, nó sẽ không có bóng trắng nó lướt qua và làm cho người ta giật mình, người ta sợ. Thì cái điều đó quá hay, thời điểm đó vậy là quá đỉnh đó. Thì họ làm xong cái video đó, họ mừng, ăn mừng, thì họ mới cùng nhau tụ tập lại ăn mừng, cụng ly đồ các cái, những cái đồ cúng lấy ra ăn hết, nó bình thường không có chuyện gì xảy ra. Thì mọi người mới bắt đầu dọn dẹp. Dọn dẹp thì bạn biết cái từ dọn dẹp ở một cái nhà tù bỏ hoang là như thế nào không? Có nghĩa là họ gom rác lại thành một chỗ, họ dục ở đó, chứ không phải là họ mang những cái rác đó lên thuyền và đi về. Tại vì cái bỏ hoang mà đâu có ai dọn dẹp đâu, thì mình xả rác luôn đâu có sao đâu. Thời điểm đó đừng có nói đoàn phim của Việt Nam, đoàn phim bất cứ nước nào, hễ họ ra cái chỗ nào mà bị bỏ hoang hoặc là vắng người, họ đều xả rác hết, họ đều xả rác hết. Và từng chứng kiến những sự việc thời đó rồi đó. Thì cái đoàn phim Đài Loan này nè, họ bỏ hết toàn bộ những cái chai miễn, rồi toàn bộ những cái rác dĩa là bỏ qua một bên, luôn cả cái lư hương mà cắm nhang đó, để mà gọi hồn, họ dục ở đó luôn. Họ dục hết, tại vì họ không có mang lên thuyền đi về. Thì thứ nhất là tâm linh á, khi mà bạn cúng một cái nơi có ma mà bạn mang luôn cả cái đồ bát nhang lên trên thuyền á, thì nó hơi bị tâm linh và rất là nguy hiểm. Và ma sẽ có thể đi theo cái hương án đó, đi theo cái bát hương đó, đi về chung với những người MC, hoặc là đi về chung với một người nào đó trong thành viên ekip. Cho nên là họ biết, thì họ để cái bát nhang đó ngay tại chỗ đó luôn. Đó, thì họ mới lên thuyền. Thì khi mà lên thuyền, họ còn một cảnh quay cuối cùng, đó là cái cảnh quay cảnh toàn bộ cái nhà tù đó, mà nó ao xa dừng ra để họ viết một cái câu chuyện để mà về họ lồng tiếng. Ví dụ như là tôi đã từng khám phá nhà tù này rồi, và nó thực sự là ghê rợn. Khi mà chúng tôi rút khỏi nhà tù vẫn còn thấy một cái cảm giác lành lạnh đằng sau gáy, ví dụ vậy. Nhưng mà khi mà họ bắt máy lên họ quay đó, thì họ phát hiện ra một chuyện rất là lạ mấy bạn. Họ thấy một cái người phụ nữ bận đồ trắng tóc dài đứng ở trên cái nóc nhà của nhà tù đó mà hướng về thuyền. Thì các bạn hiểu cảm giác đó là có hai cảm giác xảy ra. Một là ma thật sự có. Hai là một thành viên nào đó đóng vai phụ ở trong cái đoàn này vẫn chưa lên tàu. Tại vì họ đi đến gần 20 mấy, gần 30 người, cho nên là họ thuê hết 3 con tàu. Thì bây giờ 3 con tàu nó tẻ ra 3 nhánh để mà đi về đất liền. Thì cái con tàu mà chịu trách nhiệm quay cái cảnh ao sụt cuối cùng đó, thì họ nhìn thấy cái người phụ nữ đó thấp thoáng ở trên đó, thì họ mới la lên. Lúc này bộ đàm và mọi thứ cất hết rồi, đáng lẽ có cái bộ đàm gọi thì những đơn vị khác họ đều nghe được, nhưng mà mình ao mà, mình đi về mà, mình xong việc mình rồi. Thì lúc này họ mới la lớn lên, mà cơn sóng gầm mà, họ la lên là con người ở trên đó,
con người ở trển thì hai cái tàu kia nó cũng nghe. Nó nghe thì nó mới lấy cái những cái ống kính máy rồi nó quay. Thì bạn biết là cái cảnh toàn là thường là ống kính phải là 16 mi. Thì Tân nói cho những người nào mà không biết làm phim đó hiểu. Để quay được một cảnh toàn đó là lắp cái ống kính quay rộng thì mới quay được hết được cái nhà tù đó. Nhưng mà để nhìn rõ được ở nơi đó có ma hay không, hay là ở trên đó là người hay là ma, thì phải lắp ống kính zoom đó, tiêu cự phải là 200 mét hoặc là 400 mi thì mới nhìn thấy được. Thì bên cái tàu bên kia nó có cái ống kính đó, nó lắp vô nó để lên nó nhìn, thì là một cái người phụ nữ tóc dài bận đầm đó. Thì khi mà nhìn thấy cái điều đó đó, không những thấy người phụ nữ đó không đó, và tại vì những người đó bắt đầu nghĩ rằng là có người đóng cái vai đó, đóng cái vai ma đó vẫn còn ở trên đó, cho nên là cả ba chiếc thuyền nó đều quay trở lại, nó quay trở lại cái nhà tù bỏ hoang đó. Thì khi nó quay trở lại gần sát bờ thì lúc này họ thấy một chuyện bất bình thường mấy bạn. Cái chuyện bất bình thường ở đây là không chỉ có người phụ nữ bận đầm tóc dài đứng ở trên nóc nhà tù đó không, mà còn rất nhiều những người khác trong tình trạng y chang như vậy, đều là bận một cái đầm màu trắng dài và tóc dài, và họ không đi bình thường. Họ dường như họ bò bằng hai tay như vậy nè, họ bò tới cái chỗ đó. Và có những người bò men theo cái vách tường, có nghĩa là sai toàn bộ những quy luật bình thường và đời sống. Bạn không thể nào mà bò bằng tay trên những vách tường được, bạn không phải là người nhện. Mà họ bò như vậy, và những cái tiếng rú, những tiếng gầm rú rất là ghê rợn phát ra từ những người đó trên cái hòn đảo đó. Và các bạn biết là cả tất cả những thành viên trên ba con tàu đó là đều vô cùng rợn gáy, và họ hoàn toàn họ nhanh chóng họ đi ngược trở ra biển lại. Tại vì họ đang trong quá trình cập cảng để đón cái người thành viên mà họ nghĩ mà không ngờ là ma thật sự. Phải ao ngược trở ra lại, nhanh chóng mà chạy. Thì bạn biết lúc đó đó, những cái cơn sóng cuồn cuộn á, nó cứ đẩy thuyền đi vô bến. Mà những người đó thì bò ra gần tới bến rồi. Mà may mắn á, là những con thuyền này, cái công suất nó mạnh á, nó đẩy những người này ra biển lại. Và khi họ đi xa, thật là xa hòn đảo đó, thì hoàn toàn những cái file trong máy chụp á, không còn lưu lại được. Chỉ có một cái máy duy nhất là còn cái hình ảnh cái người đàn bà đứng trên đó thôi. Thì toàn bộ cái hãng này nè, luôn cả cái người đóng vai thầy Pháp, là họ hủy hoàn toàn cái kế hoạch làm vlog về ma, và họ trả lại và đền gấp đôi cái số tiền cho người thấy. Là vì họ nói và họ kể hoàn toàn cái sự việc là họ đã gặp một trường hợp như vậy thực sự tại một nhà tù bỏ hoang. Thì khi mà bên Thái họ nghe cái điều đó đó, thì không những họ không phạt, họ không lấy cái số tiền đền bù, mà họ còn trả lại. Tại vì họ tin trên đời này có tâm linh, và họ ủng hộ những người đi làm việc và cũng như tìm hiểu về tâm linh ở khắp nơi trên thế giới ngoài Đức Thái. Thì họ muốn biết rằng là ngoài Thái Lan một vùng đất tâm linh thì còn những nơi nào có ma ghê rợn hơn nữa hay không. Thì họ mới đầu tư cho những ekip bên ngoài làm vlog thời điểm đó. Tại vì Tân nhớ rất là kỹ câu chuyện này, vì bản thân Tân ngày xưa cũng có qua Thái để mà Tân mua những cái đĩa Blu-ray. Tại vì Tân là một trong những người rất thích coi ma. Và thiệt sự nó khi mà qua được Thái Lan á, là một cái điều kiện mà mình được coi phim ma đã nhất có thể. Ma Mỹ thì Tân không sợ, Tân chỉ sợ ma châu Á thôi. Ma Thái Lan là cái Tân gần Tân nhất Tân sợ, nhưng mà Tân coi nó đã. Thì khi qua bên đó thì Tân coi được cái series 1 là những cái chuỗi những câu chuyện ma tại Đài Loan mà họ đi qua. Thì Tân có thấy rằng là họ có để dưới cái dòng chữ là sẽ sắp ra cái series 2 về cái chuyện ma đó. Thì Tân có hỏi cái người đó, thì bên Thái Lan họ mới kể câu chuyện này cho Tân. Họ nói là sẽ không bao giờ có cái series 2, họ xin lỗi, là tại vì xảy ra cái câu chuyện tại cái nhà tù đó, cho nên là thà mọi thứ chấm dứt tại đây, đừng bao giờ đụng chạm tâm linh vì rất là nguy hiểm. Thực sự ra mình không biết được là mình đụng chạm điều gì. Thì mãi sau này khi mà Tân đi quay đám ma, thậm chí là Tân đi quay những chương trình về ma tại Thái, thì Tân mới phát hiện là một vấn đề là khi mình cúng kiến, mình gọi một ai đó lên và mình thỉnh người ta đi xuống lại, thì mình phải cầm cái bát nhang đó mình đập ngay tại đó luôn, chứ mình không thể nào mình để yên nguyên nó tại đó như một cái đống rác được, không thể. Nó giống như một cái phong ấn ngay tại chỗ, đập xuống nó phóng đóng cánh cửa đó lại. Thì những người này là làm cái gì đó mở cánh cửa đó ra, nhưng mà họ lại để cái bát nhang nguyên, họ không có chịu đóng lại.
thì cái đó là điều rất là nguy hiểm về tâm linh. Và những cái linh hồn đó chắc có lẽ vì vậy mà nó xuất hiện được. Thì đến bây giờ thì sau này Tân thấy rất là nhiều các cái hãng của Mỹ họ có đến đó để họ quay về ma. Thì Tân không thấy có ai nói gì về cái chuyện mà những linh hồn này xuất hiện nữa. Nhưng mà đó là một câu chuyện mà Tân đã từng nghe bởi những cái người bán đĩa Blu-ray về những cái vlog thời xưa khi mà quay bằng những cái máy lớn Sony Z1, Z3, Z5, Z7. Thì những ai vào thời kỳ đó sẽ biết. Còn để mà quay đẹp thời kỳ đó là phải có cái adapter chuyển nhựa. Còn bây giờ là có máy nhựa, máy Red, rồi máy Arri đầy đủ. Có Vlog, có Sony này kia. Đó, còn ngày xưa là phải có cái adapter chuyển nhựa mới quay được cái điều đó. Thì đây là một trong những cái điều mà Tân đã từng chứng kiến và Tân nghe được, Tân kể cho các bạn nghe ngày hôm nay. Thì các bạn thấy sao về câu chuyện ngày hôm nay? Và đặc biệt những bạn nào đang có ý định đi làm cái chuyện đó một mình, hoặc là đi làm với hai mình, hoặc là ba mình, thì các mình đó nên suy nghĩ lại có nên hay không. Tại vì lúc đầu khi Tân làm cái kênh YouTube kể chuyện ma, Tân cũng dự định làm điều đó. Và sau nhiều lần va chạm trên Đức Thái đó, thì thực sự Đức đáng sợ mấy bạn. Có đáng sợ đến mức mà mình không dám suy nghĩ đến cái chuyện làm bậy. Tân nói thiệt, bạn nhìn một cái xác ướp mà người ta dát vàng trên nó vì nó quá linh á, tự nhiên bạn cảm thấy nó lạnh dữ lắm. Đừng có nói là bạn gặp một cái xác mà nó trở thành ma rồi mà không ai thờ cúng, còn ghê cỡ nào. Gớm lắm, không phải đơn giản đâu. Đừng bao giờ vì cái chuyện mà muốn thu hút người xem mà đi làm chuyện ảnh hưởng tánh mạng của mình và bạn bè của mình. Bạn có thể sưu tầm những câu chuyện qua trải nghiệm mà cái duyên của bạn nó đến thì bạn hãy kể. Còn nó không đến thôi đừng có làm chuyện mà kinh khủng như vậy. Thực sự Tân nên khuyên lại vậy. Bạn thấy Tân đâu dám đi đâu. Tân đi, Tân biết nhiều chỗ lắm á, nhưng mà Tân không dám đi. Tân nói thiệt, nhiều khi mình gặp mình trở tay không kịp, tự nhiên mình xa vời cuộc sống liền. Ghê lắm mấy bạn ha. Thì các bạn nghĩ sao về câu chuyện ngày hôm nay cho Tân biết trong phần bình luận. Nếu thích thì nhớ like, share và subscribe để kênh YouTube của Tân ngày càng lớn mạnh hơn nữa nha. Bây giờ thì bye bye, hẹn gặp lại các bạn với câu chuyện ma của 5 giờ chiều mai. Bye bye.